Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Huy Trung Auto. Bên em chuyên mua bán trao đổi các loại ô tô cũ đã qua sử dụng nha anh em. Hôm nay bên em lên sóng cho anh em một mẫu xe Dawon Magnet nha anh em. Xe thì hiện tại rất là đẹp. Dòng này trước kia bên em bán rất là nhiều nhưng mà dạo này thì rất là ít có nha anh em. Rất ít có xe chất. Với lại hôm nay em mua được một con xe khá là chất nha anh em. Con này là 207 nha anh em. Dawon Magnet biển số Quảng Ngãi 207. Và đặc biệt con này là máy có 2.0 thôi anh em à. 2.0. Bản này là bản lành tính nha anh em. Đấy. 2.0 cực kỳ là lợi xăng luôn, số tự động nha anh em, và đặc biệt là đời cao. Mắng nớt thì form dáng như thế này thì nó chỉ có 205 với 205 mấy 2.5 số tự động thôi, nên chứ bản 2.0 như thế này thì rất là ít cho anh em. Bản là bản lành tính đó, bản thì nó lành hơn những cái bản 2.5 rất là nhiều. Thứ nhất là về phần máy nè, máy thì nó chỉ có 2.0 thôi, với lại phần option bên trong thì nó đơn giản hơn, nó tối giản hơn. Nên là cái vấn đề mà hỏng vặt thì nó ít hơn là cái bản 2.5. Nó lành hơn bản 2.5 là vì option ít hơn đó, nó tối giản được nhiều thứ nên là nó ít hỏng vặt hơn nha anh em. Xe thì hiện tại màu đen rất là đẹp, biển số Quảng Ngãi. Bên em chịu trách nhiệm rút hồ sơ cho khách hàng mình. Đối với cái tầm tiền con này thì chỉ có 110 triệu thôi. Anh em đã sửa được con xe 207. Form dáng đẹp, chạy rất là ngon, êm ái nha anh em. Con này là phân khúc cạnh tranh với Camry này, Hyundai Sonata này, đó, Mazda 6 này, nó là phân khúc cạnh tranh với những cái dòng xe hạng D nha anh em. Nên là đặc biệt con này form dáng nó rất là dài, chạy nó rất là êm, chạy êm ái, cách âm tốt. Máy 2.0 thì cũng chạy khá là bốc nha anh em, bốc và lợi xăng. Khám thì vừa khám đăng kiểm này, khám đăng kiểm đến tháng 5 năm 2024 này. Còn rất là dài, đăng kiểm còn rất là dài. Sơn xi bên ngoài thì rất là bóng nha anh em. Nó là xe sang mà, nên là anh em nhìn thấy cái form dáng nó rất là đẹp. Cái thời mà 2005, 2007 mà để sở hữu được một con xe như thế này thì phải nói đại gia đó nè, đại gia mới sở hữu được một con xe như thế này. Đến hiện tại bây giờ 2023 thì anh em nhìn thấy form dáng vẫn còn rất là sang trọng và rất là đẹp. Phía trước thì lên 4 bi này, đèn bi này. Nguyên bản của nó thì một bi này với một cái chóa, nhưng mà chủ người ta lên bi luôn, 4 bi luôn đi cho nó sáng nha anh em. Đấy, mặt ca lăng trước nhìn rất là sang trọng anh em thấy không. Chỉ có 110 triệu thôi mà mình đã sở hữu được một con xe Dawon Magnet 207 số tự động như thế này rồi. Xe thì có gương gập điện, túi khí đồ đầy đủ nha anh em. Nói chung cũng rất là an toàn, trang bị những tính năng an toàn, không thiếu thứ gì hết nha anh em. Và đặc biệt thì cầm này nó cơ bản nên là nó lành hơn cái dòng 2.5. 2.5 thì điện đài nó nhiều, option nó nhiều thì nó dễ hỏng bật hơn. Còn con này thì nó hầu như nó cơ bản nó tối giản nhất có thể để cho nó tiết kiệm. Bản là bản 207 là bản hai cuối cùng của mắc nớt rồi nha anh em. Tắp bi tắp lô anh em thấy không, rất là đẹp này. Có đèn cảnh báo nha anh em thấy. Nội thất màu xám nha anh em. Đấy, bản 2.5 thì nội thất nó màu kem. Ốc yếu anh em nhìn này, ốc lề cửa này nó còn mới ken luôn. Đó, nói chung sơn rin trong đây thì rất là nhiều. Con này thì rất là nguyên bản, chủ giữ gì rất là kỹ. Đó, anh em nhìn này, 207 mà nút bấm nó vẫn còn rất đẹp này. Mở cửa khóa cửa đây. Đó, tay nắm cửa mạ chrome. Ốp phần gỗ. Nói chung mà mất nét thì nội thất nó rất là sang nha anh em. Nội thất rất là sang. Gương gập điện chỉnh điện. Vô lăng bốn cháu có túi khí tích hợp vô lăng đầy đủ cho anh em mình luôn. Đèn cảnh báo cốp sau mở bằng điện 2.0. Số tự động nha anh em, hộp số tự động. Số nhảy rất là ngọt ngào, nhẹ nhàng. Số nhảy hầu như không biết nha anh em. Và cam kết bên em mà không lỗi số, không lỗi máy nha. Chứ xe mà lỗi số, lỗi máy thì bên em không bán nha anh em. Đấy. Cam kết bên em mình không lỗi số, lỗi máy. Máy nhất cái nổ thôi. Máy nổ rồi anh em. Đấy. Ôi liếc là tắt hết. Máy lạnh điều hòa là máy như này. 2.5 là điều hòa nó tự động. Nhưng mà 2.0 là điều hòa cơ. Cơ thì nó dễ sửa hơn rất là nhiều. Nó không có điện đài nhiều. Nên là em mới gọi là con xe này nó là tích này. Gió đâu rất là mát này. Tắp bi tắp lô đây. Dòng này thì chắc chắn 1000% là không có dịch vụ taxi gì rồi. Nên là em yên tâm. Xe thì có cam lùi, cảm biến lùi đầy đủ hết nha này. Xe thì được là trang bị 6 loa, 4 loa cánh và 2 loa trep nằm ở đây. Gương là gương gập điện nha này. Gương gập điện này, gập ra này. Gập vào này. Anh em thấy không? Đầy đủ hết nè. Kính bấm điện hoạt động tốt hết. Kính bấm điện hoạt động trơn tru hết. Anh em cứ nghĩ đi, 110 triệu khi mà bỏ ra trên thị trường hôm nay 110 triệu thì anh em làm gì có được một con xe nào mà form dáng đẹp như mất nết mà lại số tự động đời 2.7. Khám đăng kiểm vừa xong đó, thì làm gì có cái sự lựa chọn là nó hợp lý hơn là con mất nết này anh em. 110
triệu thì mình cũng mua được vài con xe số sàn thôi. Hả? Chứ cũng rất là khó để kiếm một con tự động mà nó chất đời nó lại cao, nó đẹp như thế này. Hả? 10 triệu thì cũng có tự động đó, nhưng mà đời lại thấp anh em ạ, đời lại thấp. Nhưng mà form dáng nhiều khi nó không đẹp bằng mắt nết như thế này đâu. Con này là dòng xe cạnh tranh với Camry, nên là phân khúc của nó rất là cao cấp. Hả? Nội thất ố vân gỗ rồi này, vệ thì tay hai ngăn như này, đấy, hai ngăn này, ngăn sau ngăn cạnh, hộp số dây sắt, số tự động, anh em vào D là chạy thôi, này vào D như thế này là chạy này, số là khi vào nó không có giật này, không hề giật xe như này, đấy, vào số rất là nhẹ nhàng, camera lùi đây, đó. Xe thì rất là hiện đại đây mà, đó, về B, đứng tại chỗ thì về B kéo phanh tay. Còn mình muốn gì thì vào R, D. Màn hình này đầy đủ nha các anh em. Âm thanh loa đài hay nha. Đó, âm thanh loa đài đầy đủ luôn. Này nghe đĩa nha, này nghe đĩa OFB thì có đều được nha. Máy lạnh điều hòa rồi này. Đấy, còn rất là đẹp nha anh em thấy không? Vô lăng tay lái trợ lực thì rất là nhẹ nhàng. Vô lăng tay lái trợ lực rất là nhẹ, em có thể đánh một ngón tay thôi. Nó nhẹ đến mức mà mình đánh một ngón tay thôi. Con này chạy nhẹ nhàng sướng lắm nè, nhẹ nhàng mà thoải mái lắm. Âm thanh thì tuyệt vời nha em. Xe chạy 163.000 là cây rồi, là 16 vạn rồi. 207 2.0 mà chạy 16 vạn thì rất là ít nha em, chạy rất là ít. Trong xe thì em cũng kiểm tra rồi, máy móc gầm bệ ổn định hết, tấm pin, tấm lô, da riết rồi, nói chung là đẹp hết rồi. Có 110 triệu thôi. Mà xe quá đẹp, số tự động á. Nhiều anh em đi số sàn quen rồi nên là thấy số tự động nó không thích, nhưng mà một khi mà anh em đã đi số tự động rồi thì em vào đó anh em rất là ghiền luôn đó. Bởi vì đi số tự động thì nó nhàn chân, đi nó khỏe, khỏe người lắm, đi xa là nó ok lắm. Nhiều người mình chưa đi số tự động nên là mình cứ thích số sàn, thấy số sàn nó ok, nhưng mà một khi đã trải nghiệm chạy qua số tự động thì chắc chắn là phải thích số tự động ngay đó. Bản thân em lúc trước em cũng thích số sàn lắm, nhưng mà từ ngày mình có xe tự động mình đi thì nó cảm giác nó vẫn là thoải mái hơn như này. Này hôm nay thì nó có gạch đèn thuốc này, nội thất là cái da đen, cái da đen thì nó có dơ cũng rất là dễ vệ sinh, màu đen thì nó dễ vệ sinh hơn, nhìn nó cũng sạch sẽ xe hơn. Nội thất bên trong thì rất là đẹp, giờ em quay nó ngược ánh sáng nhìn anh em nhìn nó không được ok lắm, chứ nhìn bên ngoài rất là nét. Sơn si bên ngoài anh em có thể thấy này. Sơn si thì rất là bóng đẹp, cốp sau thì mở điện, đèn đuốc và sáng đầy đủ thế này, đèn đuốc anh em thấy rất là đẹp nha, thì cũng là đèn zin rất là đẹp, nhìn nó rất là mới xe. 110 triệu đã sở hữu được con Daewoo mắc nớt 207 số tự động nha. Cabo sau, cabo sau là nguyên bản này anh em thấy, tôn vỏ này, ốc này còn nguyên này. Cầu kề bên em kiểm tra hết rồi, bao đâm đụng ngập nước cho anh em mình nha. Cốp là sạch sẽ, năm mông đúc thể xe, độ đồ bên đây đầy đủ này. Những cái miếng này là anh em biết cái gì không? Những cái miếng này là cái miếng cách âm của xe nha nè, nguyên bản của xe. Đó, nỉ rất là đẹp. Nỉ rất là sạch sẽ nha nè. Biển 76 Quảng Ngãi nha nè. Đó, anh em nào mà cần thì bên em rút hồ sơ cho anh em. Còn giá tiền bên em bán thì 110 triệu bao vận chuyển nha nè. Thất bên trong rất là đẹp nè. Để ý biết đằng sau rồi đây. Nói chung xe thì rất là ok, anh em mình mua về đổi xăng là chạy thôi, hầu như cũng không phải làm gì thêm ấy nha. Đấy. Ghế da rồi cũng còn mới này, cửa lề cửa rồi còn nguyên, ốc này một ốc màu theo xe này anh em thấy không? Bên em cũng kiểm tra kỹ cho anh em mình rồi, xe màu đen nguyên bản, sơn riêng trong nách đây còn nhiều nha anh em, nhưng mà sơn bên ngoài chắc cũng phải tút tỉa vài lần rồi. Bởi vì theo năm tháng thì xe ai cũng vậy thôi. Xe 2022, 2023 nó cũng xuất sắc là bình thường. Ghế hào đẹp cho anh em. Chỉ có 110 triệu thôi anh em ạ. Anh em phải cân đối kỹ, bởi vì 110 triệu thì mình rất là khó để kiếm một con số tự động form giấy nó đẹp như thế này. Anh em phải suy nghĩ kỹ đó. Cái xe nó chỉ có 110 triệu thôi mà ốc yết đồ lề cửa nó riêng như thế này. Đó thì mình không mua thì không biết mua xe gì luôn này. Form giấy nó lại đẹp, máy lại 2.0 số tự động nữa, và đặc biệt đây là bản lành tính nữa nè, bản lành tính là bản lành đó. Nó không có hỏng vặt nhiều đó. Máy thì đang nổ đây, máy đang nổ rất êm như này,
máy nổ rất êm luôn, máy đang chạy đây, anh đang nghe không? Máy nổ rất êm, cột về hai bên em kiểm tra nữa còn nguyên hết này, còn nguyên xi hết. Trong xe cũ mà máy móc như thế này thì quá sạch sẽ, quá đẹp phải không anh em? Máy rất êm, sạch sẽ hết nha. Cái này thì có cái nắp máy đậy lên nhìn rất là sang trọng nha. Bên đây là có nỉ này, nỉ gabo để cách âm cách nhiệt này. Máy nó cực kỳ êm, và 2.0 rất êm nha anh em. Em cũng có từng bản 2.5 em cũng bán rất là nhiều rồi hả, nhưng mà 2.0 thì nó chạy không thua gì máy 2.5, nó chạy vẫn bốc như 2.5 nhưng mà nó lợi xăng hơn, nó lành hơn hả. Anh em thấy máy móc rất là đẹp nha anh em. Con này anh em mua về đi gia đình uống cà phê với bạn bè thì thôi phải nói rất là tuyệt vời, không có gì để chê. Lên bật đèn em nha, một nước đèn đi. Đèn đúng đầy đủ nha, hết bật hết đèn lên đi. Đèn là lên đèn xe nông nha em hả. Ok. Gương gập điện, chỉnh điện, khóa mốt đồ có đầy đủ hết nha em. Anh em mình mua về đổ xăng là chạy thôi. Mua cái gầm cho anh em coi này. Gầm bể là cực kỳ mới đó, 2/7 thì chưa xi nhê gì. Và đặc biệt là con này cái tôn vỏ của nó nha, tôn vỏ rất là dày, tôn vỏ của rất là dày, tôn vỏ dày và cách âm chạy đầm lắm em, chạy đầm xe cách âm tốt. Anh em nào mà có nhu cầu mà muốn xem xe thì em sẽ vào đây cho anh em xem xe chạy thử cảm nhận thoải mái luôn. Anh em muốn test thế nào cũng được, test kiểu nào cũng được hả, bên em sẽ sẵn sàng cho anh em mình chạy thử cảm nhận thoải mái nha. Nên là anh em đừng có ngại cái việc xa xôi hay là việc test vào thử xe, anh em cứ vào thử xe thoải mái thôi. Còn xe thì bên em sao thì bên em có y vậy, nói y vậy thôi, có sao nói vậy thôi. Nói gầm bệ đẹp thì nói gầm bệ đẹp này. Mình nói em nói một phần nhưng mà anh em phải nhìn hình ảnh, nhìn video một phần anh em mới thấy. Đấy, gầm bệ rất là đẹp. Anh em nào cần thì alo ngay cho em nha. Đào buông mất nết. $110 triệu nha anh em, bao vận chuyển cho anh em mình toàn quốc nha. Anh em nào cần thì alo ngay, số điện thoại em để bên dưới nha anh em. Cam kết với anh em không đâm động, không ngập nước này, máy móc ngon này, máy móc bao cho anh em chạy xa này, không đổ hơi, không kêu cam kêu cò, và đặc biệt là máy số tự động không lỗi số nha anh em. Chỉ có 110 triệu thôi, quá hợp lý nha anh em. Anh em có thể tham khảo những kênh khác anh em biết rồi. 2.0 2/7 nha anh em, đời cuối của mất nết rồi. Bên em chịu trách nhiệm rút hồ sơ cho anh em mình nha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nhiều hơn nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.